Ở trên mặt sẽ có hai mắt để phát hiện khi chúng ta vẫy tay, và sẽ có hai tiếp điểm được ký hiệu là in cộng và in trừ, là vị trí mà chúng ta sẽ cấp nguồn cho mạch. Điện áp mà chúng ta có thể cấp là từ 5 cho đến 24V, phụ thuộc vào thiết bị là led mà chúng ta sẽ sử dụng. Sử dụng ở điện áp bao nhiêu thì chúng ta sẽ cấp nguồn vào ở điện áp bấy nhiêu nha. Ở phía đầu ra thì sẽ có ký hiệu là out cộng và out trừ, thì chúng ta sẽ lắp với hai cực của bóng đèn led. Và ở bảng nâng cấp này thì chúng ta sẽ có các tiếp điểm được ký hiệu là ABCD, là các tiếp điểm mà chúng ta sẽ chuyển sang chế độ khác nhau. Để chuyển đổi được cái chế độ cũng như là lắp đặt bộ công tắc với led thì chúng ta sẽ cần dùng mỏ hàn huyết để hàn các tiếp điểm. Và để xem được các thông tin chi tiết khác cũng như là sơ đồ lắp đặt thì các bạn có thể truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với mã của sản phẩm. Bên trong website sẽ có các thông tin chi tiết khác của mạch cũng như là sơ đồ lắp đặt và video hướng dẫn. Và đặc biệt hơn, các video hướng dẫn cũng như là các chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật trên kênh YouTube cũng như là trang fanpage của điện tử DET. Các bạn nhớ like và theo dõi trang fanpage cũng như là kênh YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ video cũng như là chương trình khuyến mãi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.